Cầm tâm tựa ngọc, nhan sắc của Đàm Tùng Vận quả không phải dạng vừa, anh mới lộ rõ thấp bé nhưng gương mặt lại quá đẹp. Đàm Tùng Vận gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài tươi trẻ ngọt ngào ở tuổi 30. Nhờ vai nữ chính trong phim cổ trang ngôn tình Cầm Tâm Tựa Ngọc, danh tiếng của Đàm Tùng Vận ngày càng phương xa. Người đẹp trên X liên tục lọt vào top chỉ số truyền thông dành cho diễn viên. Tuy vai Thập Nhất Nương mà Đàm Tùng Vận đảm nhận gây tranh cãi trái chiều, nhưng không thể phủ nhận sức hút cô nàng đã mang lại. Mới đây, Đàm Tùng Vận thực hiện bộ ảnh mới với tạp chí. Nhan sắc của Đàm Tùng Vận gây ấn tượng cho khán giả bởi vẻ ngoài trẻ trung thời thượng. Tuy trong bộ ảnh lần này Đàm Tùng Vận lộ rõ dáng người thấp bé, nhưng cộng đồng mạng vẫn ngợi khen Đàm Tùng Vận hết lời. Một số hình ảnh của Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận công khai rằng cô cao 1m62, tuy nhiên khi đứng cạnh các đồng nghiệp khác, nữ diễn viên liên tục bị bóc mẽ chiều cao, thực sự vô cùng khiêm tốn. Lúc đóng Cầm Tâm Tựa Ngọc, Đàm Tùng Vận nhiều lần bị soi thấp hơn nam chính Trung Hàn Lương cả một cái đầu. Chưa hết, Đàm Tùng Vận còn lạp thảm giữa các diễn viên nữ mỗi lần đứng cạnh. Cộng đồng mạng cho rằng Đàm Tùng Vận nên khai thật chỉ số chiều cao, đồng thời chấp nhận việc nằm trong danh sách những nấm nùn của Simbit. Cách đây không lâu, để bảo vệ Đàm Tùng Vận trước những lời chỉ trích rằng diễn xuất không tốt, không nổi bật như đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, đạo diễn phim Cầm Tâm Tựa Ngọc Ôn Đức Quang đã lên tiếng bênh vực. Đạo diễn Ôn Đức Quang nói rằng Đàm Tùng Vận diễn cảnh khóc mẹ là Lữ Di Nương qua đời cực tốt. Dù không gào thét nhưng cách Đàm Tùng Vận ôm mẹ rồi rơi nước mắt khiến đạo diễn cũng cảm thấy đau lòng. Hay như cảnh sau khi được đưa về La Gia, nhân vật của Thập Nhất Nương vẫn tiếp tục khóc trong lặng thinh. Đạo diễn cho rằng Đàm Tùng Vận nắm bắt được tính cách nhân vật, cô khéo léo lồng ghép kỹ thuật diễn với trải nghiệm cá nhân của mình để diễn cho bộ phim có thêm nhiều cảm xúc. Hiện tại Cầm Tâm Tựa Ngọc đã đi đến chặng cuối cùng, chỉ còn 3 tập nữa là bộ phim sẽ kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.